Rồi hôm nay học bài ancol. Thế thì bây giờ trước khi vào bài ancol á, vô con, chúng ta phải làm rõ một khái niệm carbon no là gì. Carbon no, no là gì ha? Thì nó dễ vô cùng. Rồi bây giờ thầy cho một cái ví dụ này nha. Đây, thầy cho vậy đi, nó con gạch ra vậy, được chưa? Thì thầy thêm một nè, vậy nè, được không? Được không? Thì carbon no là carbon sao? Carbon no là carbon không có nối đôi, không có nối ba thì mới gọi là carbon no. Còn nếu mà nó có nối đôi và nối ba thì gọi là không no. Đây nè, ông này có nối đôi nè, ông này có nối ba nè, nên cái carbon này nè, cái carbon này, carbon này, carbon này và carbon này nè thì gọi là carbon không no, hiểu không? Đó là cái từ ngữ người ta sử dụng thôi, hiểu ý không? Như vậy là trong cái mạch này nè thì chỉ có mỗi cái carbon ở chính giữa này nè là carbon no thôi, con hiểu ý không? Con hiểu ý không? Có nghĩa là carbon mà xung quanh nó chỉ có những cái nối đơn không á thì mới gọi là carbon no, hiểu hiểu không? Hiểu không? Ok nha, ok nha. Rồi vậy thì sau khi hiểu được carbon no là gì rồi á thì chúng ta mới định nghĩa về ancol. Rồi con ghi đi, con ghi đi, con ghi đi. Thầy in sẵn cho con thì cũng có thôi, in sẵn thì như cái sách tài liệu kia thì có hết thôi, nhưng mà con nên ghi đi để nó hiểu không. Cứ từ từ bình tĩnh. Hôm nay thi chưa? Ok đúng không? Ok. Gì? Vậy là không được 10 rồi. Rồi bây giờ khái niệm ancol là gì ha? Rồi thầy ghi nè. Ancol tất nhiên là hợp chất hữu cơ rồi. Đó, là hợp chất hữu cơ. Có cái nhóm OH, O này, H này. Cái nhóm này người ta gọi với cái tên là nhóm hydroxin. Đó. Gắn vào carbon no. Đó. Nó phải gắn vào carbon no mới được. Ví dụ đi. Mình có cái mạch carbon như vậy nè. À, như vậy đi đó, mà nếu mình có cái nối đôi ở đây thì con không được gắn nhóm OH vô đây, không được gắn vô đây, mà phải gắn vô cái carbon nào mà nó có liên kết đơn á mới được gắn, hiểu chưa? Gắn nè, gắn O nè, gắn H nè, đó có cái nhóm OH, oxy có hóa trị 2 này, xung quanh nó có hai gạch là đương nhiên, hiểu ý không? Rồi sau điền vô đây, sau đó điền hydro thôi, carbon có H và methanol. Chú ý là cái loại rượu này chúng ta không có uống được nha, uống vô là chết luôn á, uống là chết luôn, nghĩa như hơi mà nó bay qua cái mắt mình là mù luôn á, độc đúng không? Ví dụ như mình uống rượu, uống bia thì là mình uống C2H5OH gọi là ancol ethylic, trong cái nước sát khuẩn tay mình xịt đấy, nó cũng có cồn, nó cũng là C2H5OH luôn, nhưng mà cái loại cồn đấy thì người ta điều chế từ cái này nè, gỗ che nứa chứ không phải là từ lúa gạo, thì nó cũng là C2H5OH, nhưng tuy nhiên trong quá trình điều chế cái cồn sinh học đó nó sẽ lẫn một cái lượng nhỏ methanol và tách ra không được, hai cái đó tách ra không được, cho nên mình uống mình bị ngộ độc rượu là ngộ độc cái này chứ không phải là do cái uống nhiều CH5OH là bị ngộ độc, không phải vậy, hiểu ý? À, rồi được không? Rồi bây giờ tới N bằng 2 nè, thì mới với mỗi phần á thầy sẽ làm cho các bạn những cái đồng phân cần thiết để các bạn vô những cái bài cơ bản là làm được, còn nâng cao thì tính sau, nâng cao từ từ. Bây giờ N bằng 2 thầy vô đây nè, là C2H mấy, sẽ có thay đây thôi, C2H6 một ô đúng không? Thì cái này gọi là công thức phân tử thôi, nó chưa phải là công thức cấu tạo. Bây giờ công thức cấu tạo bạn phải điền ra, bạn nào được thì cứ điền từ 1 cho đến 5 đi, cứ viết từ N1 đến 5 đi, sai bỏ. Bây giờ công thức cấu tạo nè, đầu tiên là phải xây cái khung trước,
bạn cứ xây khung carbon trước nha, đó cứ có bao nhiêu carbon các bạn cứ dăng ra hết. Rồi nhìn đi, hai carbon này nó đối xứng nhau y chang nhau đúng không? Bây giờ chúng ta phải gắn nhóm OH bắt buộc. Bây giờ gắn ở đây, cái gắn OH đây nó như nhau, nhưng nó có một cái gắn thôi. Rồi sau khi gắn xong rồi, thì chúng ta sẽ điền H vô cho nó đủ, được không? H2, H3 nè, ok dễ không? Điền gì luôn. Rồi, bây giờ cái gốc này nè, đầu tiên là tên tên thường thì bắt đầu bằng từ ancol. Tên thường thì bắt đầu bằng từ ancol. CH3, CH2 gộp lại là C2H5. Mà gốc CH5 đó là gốc etin. Etờ nè, là có 2C nè. Thêm y dài L là gốc, đó là mặc định rồi nha. Rồi, thêm chữ IC, đó là ancol etilic. À. Bây giờ tên halogen pháp thay thế. Thay thế. Thì cái mạch này có 2C đúng không? Bạn cộng vô một carbon hydro đi, thành C2H6 đúng không? 2H6 là etan đúng không? Mình nhớ anh ca không, là etan. Hydrocarbon này là etan. Etan đọc là etan. Tan. Rồi thêm chữ OL, đó thêm OL vô. Đọc là etanol. Được chưa? Rồi. Được không Duy ơi? Dạ được thầy. Được được. À, tiếp tục. Rồi, tăng lên chứ. Bây giờ N bằng 3. Bằng 3. Thay vô coi, thay vô. Là C 3 đó, thay thay công thức CnH2n cộng 2 đó. C3H8 một ô, được chưa? Cái này gọi là công thức phân tử. Công thức phân tử thôi, chưa chưa thấy hiện diện công thức cấu tạo, đúng không? Bây giờ mới qua công thức cấu tạo nè. Thì mình có một carbon, hai carbon, ba carbon đó, thế ra. Bây giờ gắn nhóm OH vô. Hai cái vị trí này nó giống nhau không? Về mặt hình học nó giống nhau, đối xứng như nhau. Như vậy là mình gắn OH ở đây. Hoặc là mình sẽ chuyển qua mình gắn nhóm OH chỗ này, là có nghĩa là có hai cách gắn nhóm OH đúng không? Đấy, sau đây đi điền hydro vô nè. CH3, CH2, CH2. Điền nhanh được không? Còn cái này là CH3 1H CH3, đồng ý không? Đồng ý, rồi thêm hydro là phải chuẩn. Rồi bây giờ gọi tên. Thì tất nhiên là có hai cái tên. Mấy cái này ẩu không được nha bạn, phải dạng phải kẻ từ từ từng nét ra. Rồi bây giờ tên thường trước à, phải xuất phát từ bằng từ ancol, nhưng tuy nhiên thì cái tên thường của này hơi khó. 1, 2, 3 là gì? 3 carbon là pro đúng không? Pro này, pro vậy đúng không? Gốc thì thêm y dài l đúng không? Thêm chữ ic đúng không? Quá đơn giản luôn. Bây giờ ta nhìn pháp thay thế. Thay thế. Bây giờ nè, do tiết qua cái công thức này ấy, chúng ta có nhiều cách gắn nhóm OH. Khi có nhiều cách gắn nhóm OH thì ý nghĩa của vị trí nhóm OH là sẽ có ý nghĩa. Còn bên này nó vị trí nó không có ý nghĩa, tại vì mình chỉ một một cách gắn nhóm OH thôi. Do nó cái vị trí này nó không có ý nghĩa. Ở nhà mình là con một, không có anh hai chị ba em tư gì hết, một mình không có định nghĩa gì hết đó. Bây giờ nhưng mình qua đây thì nó có nhiều cách gắn nhóm OH, nó vị trí của nó sẽ có ý nghĩa. Vị trí thì đánh số thôi, như theo quy tắc cũ đó là đánh số làm sao cho vị trí của nhóm OH là nhỏ nhất, như vậy nó sẽ vị trí số 1. Như vậy tên theo tên thay thế nha, thay thế nè. 1, 2, 3 3 là pro, 3 là vẫn là pro, và do nó no nghĩa là không có nối đôi nữa đó. Đây là propan, an là no đấy, nối đôi vị trí số 1. Ơ xin lỗi, nhóm OH vị trí số 1 và kết thúc bằng từ OL, đọc là propan một on. Dạ hiểu thầy. Không? Ok rồi.
À, bạn nào có điểm thi thì điền vào form từ 9 trở lên thì có lì xì, khích tí đi trà sữa. Ê, 10 điểm là được 2 ly luôn á, điểm trăm mà không nổi gì, nổi hết được không phải? Rồi bây giờ qua thằng này thì ông này nó hơi khó chịu một xíu. Không, bây giờ gọi cho tên thường vẫn là ancol. Ancol à, 1 2 3, không lẽ bây giờ nó cũng là pro sao, và gốc cũng là pro pin sao? Và cái này giống nhau à, pro à, một một hai ba nè thì cũng là pro đúng không, gốc là thêm y dài l đúng không, ic đúng không, nó giống nhau sao không được. Nhưng mà điểm khác biệt bạn thấy là cái gốc này và gốc này á nó cũng là C3, nhưng mà cái gốc này nó là CH, còn đây là CH2, nó khác nhau đúng không, hai gốc này khác nhau chứ, nên mình vẽ ra nó khác nhau không, CH3 CH2 này này, còn cái gốc này là đó, gốc khác mà hai gốc này khác nhau. Thì gốc này để phân biệt gốc đó thì gọi là gốc isopropyl. Isopropyl là gốc dưới, gốc này, này gọi là isopropyl, đó là ancol isopropylic. Ok, bây giờ tôi tên thay thế luôn. Ở đây đánh đánh vô tư, đánh đánh qua đây 1 2 thì nó đều vị trí số 2 hết đúng không, 3C là pro, an là no. Bây giờ nhóm OH vị trí số 2 đọc là propan 2 on, propan 2 on, cố gắng nhá, cố gắng cố gắng. Tới n bằng 4 nhá thì thầy sẽ vẫn gọi tên theo tên thường và tên thay thế, nhưng mà tới C5 thì thầy chỉ gọi theo tên thay thế thôi nhá. Tại vì thế này là tên thường không phải cái nào cũng có. Giống như ở nhà mình đi học là mình tên Tuấn đúng không? Nhưng mà ở nhà mình tên Tèo, tên Tí gì đó, nhưng mà đâu phải ai ai cũng vậy đâu, ai cũng có tên thường đâu. Có những người đi học với ở nhà này một tên. Hiểu không? Hiểu không? Còn có ấy, còn đừng đó băn khoăn với những cái tổ ong đó nha, không có gì đâu, bình thường đó. Rồi bây giờ đến N4, các bạn thay vô đây nè, à thay vô đây C4H11O, à C4H11O, C4H11O rồi đó, thì cứ bình tĩnh thong thả. Rồi bây giờ viết công thức cấu tạo, chúng ta có 4 carbon đúng không, viết ra nè, 1 2 3 4 đó, nó có mạch đầu tiên là như thế. Bây giờ suy nghĩ đi, thì có phải là cái vị trí đối xứng của phân tử nằm đây không, nằm đây này, nên mình gắn nhóm OH ở đây thì nó giống ở đây, thì gắn đây thôi, gắn ở đây thì giống ở đây đúng không hả, vậy là mình sẽ có hai cái gắn nhóm OH đó, mình cũng bình thường nhẹ nhàng không có gì, gắn OH vô rồi điền hydro vô, điền hydro vô cho carbon nó đủ hóa trị 4 đó, không có gì khó khăn hết được không, được chưa. Rồi thì cái tên thường của ông này nó hơi bị khó chịu ấy, cái tên hơi bị khó chịu thì cái tên thường của ông này á đọc là ancol, tất nhiên phải có chữ ancol rồi, ancol n butin đó, cái gốc này nó khó chịu. Còn tới đây nếu mà bạn mà không có nhớ được tên thường thì bạn vứt đi, cái tên pháp thay thế rồi. Cái gốc này là gốc n-butin. Đánh số tất nhiên đánh từ đây rồi, để cho vị trí của cái nhóm OH là nhỏ nhất. Rồi, bu bút là 4 đúng không? An là no, à, bạn ấy là nối, không có nối đôi á. Rồi, nối đôi vị trí số 1, đọc butan 1 on. Dễ hơn cách gọi tên thông thường ha. Đúng không gì? Đúng không? Đúng rồi. À, bây giờ tiếp tục. Rồi, 1 2 3 4. Rồi. Bây giờ ta sẽ chuyển cái nhóm OH vô đây, đúng không? Gắn vô đây nó khác chứ? Khác mà.
về mặt nhìn thấy này, gắn OH khác thêm H vô cho đủ nè. Rồi thì bây giờ tên thường nè, ancol, cái này gọi còn khó chịu hơn nữa nè, ancol, ancol xẹt nó khó chịu lắm, butin xẹt butylic. Đó, cái tên thường của nó vậy, giờ biết cái sao vậy, không có quy ước gì hết trơn. Rồi còn gọi tên thành nó thay thế thì thông thường thầy cô ấy sẽ bắt các bạn gọi cái tên thay thế không, nhưng mà ít khi nào mà giáo viên có cái này, ít thật. Rồi các bạn sẽ gọi là butan, vẫn là 4C thôi, và nhóm OH vị trí số 2 nên vẫn là butan 2-ol, nhẹ nhàng đó. Rồi C4 chưa hết, C4 chưa hết, vì từ nãy giờ nè mình đang xây dựng một cái khung carbon thẳng thế này đúng không? Ồ, mà nhưng mà mình có quyền thế này, 1 2 3, tôi cắt bớt một C xuống đây đó, à, tôi hình thành một cái khung carbon khác đúng không? Carbon kia thẳng, 4C thẳng, cái này carbon có nhánh đúng không? Giờ bây giờ suy nghĩ nè, gắn nhóm OH ở đây ta được một ancol, ba cái vị trí này là hoàn toàn như nhau, có hiểu được như nhau không? Ba cái vị trí này là như nhau, à, như vậy thì gắn một thôi, một trong ba vị trí này thôi, à như vậy suy nghĩ tới cái mặt carbon này này, rồi tôi sẽ có thêm hai ancol nữa, chuẩn chưa? Đấy, thì đầu tiên tôi sẽ gắn nhóm OH ở đây, điền hydro vô CH2 này, CH, CH3, CH3, được chưa? Rồi bây giờ mới gọi tên nó nào, cái bây giờ cái gốc này, cái gốc là tính từ đây qua nè, cái phần mà trừ cái nhóm OH ta gọi là gốc, thì gốc này gọi là gốc gì? Ancol iso butylic đó. Còn tên thành nhân pháp thay thế nè nha, đánh số làm sao cho vị trí nhóm OH là nhỏ nhất, thì đánh ở đây là 1 2 3, khi đó mình có một nhánh ở vị trí số mấy, số 2, tên hydrocarbon mạch chính này, 2 metin, mạch chính có mấy C, 1 2 3, là propan đúng không? OH vị trí số 1 1 on, 2 metin propan 1 on, hiểu thay thế dễ hiểu hơn tên thường đó. Dễ đọc hơn. Ghi cẩn thận trong nóng ghi lại nha. Tự nhiên cái người đi chơi nghỉ nhà học dùm chán ghê gớm. Rồi tiếp tục. Kim không con, cứ thông hả? Từ từ nha, không hiểu là phải hỏi liền nha, đừng có để nó nhiều lên nha. Alo alo. À rồi, ồ, vậy hả? Rồi rồi rồi, em ở dưới. Em xuống. Tiếp tục. Thì có phải là cái chúng ta còn một mạch nữa chứ nhỉ? Chúng ta còn một cái nữa, đó là một. Các bạn cứ thong thả bình tĩnh. Nè. Rồi, có phải là cái nhóm OH gắn ở đây nữa thì tôi có một ancol nữa đúng không? Đúng rồi. Nên là CH3. CH3, CH3, tên thường của ông này nè, thì cái gốc này nè, à, trừ cái nhóm OH ra nhé, gọi là gốc, thì gốc này á, hơi khó, ancol, tẹt, à, nó còn khó gọi, bu, ti, lít, chịu, thầy không biết cách nào, tại vì nó, cái người họ tìm ra họ đặt như thế, mình chịu thôi. Bây giờ gọi thêm pha thay thế nè, 1, 2, 3 thì cái này đánh thoải mái thôi, thì đánh thế nào thì OH cũng là vị trí số 2 hết. 2 metin đúng không? Có một nhóm metin vị trí số 2, 2 metin. Pro, pro là mạch chính nó có 3C nó có 1 2 3. Và nó không, nó no là không có nối đôi đó. Nè. 2. 2 metin pro 3 2. Rồi, là hết C4H10O.
Thì bạn xong cái đó thầy sẽ gọi N bằng 5 ha. N bằng 5 thì chỉ gọi tên màu xanh nhé các bạn. N bằng 5 chỉ được gọi tên màu xanh. Rồi, thì thế vô là C5H mấy? Theo công thức tổng quát. C5H12 CnH2n cộng 2 mà. Đó. Một ô. Đó, được chưa? Nào, bây giờ mình vẽ ra. 1 2 3 4 5. Bây giờ nghiên cứu với cái mạch này thì tôi sẽ gắn nhóm OH ở mấy vị trí? Một đã gắn được này. Hai này. Ba, còn hai cái này nó giống nhau. Hai cái này giống nhau đúng không? Nhưng bây giờ tôi gắn ở đây trước nha. O này, OH này, thêm H này, H2 được không? Thêm H đôi này, H2, H2, H3, thêm hydro là phải rằng nha. Được không? Rồi đánh số. Tất nhiên đánh từ đây rồi, cho vị trí của OH là nhỏ nhất. Tại vì đánh từ đây qua thì đây là vị trí OH, vị trí số 1. Còn nếu mình đánh từ đây qua 1 2 3 4 5 thì vị trí số 5. Đánh mà hai cái đánh khác nhau mà phải lựa chọn cái đánh làm sao cho cái vị trí này nó nhỏ nhất. Hiểu ý đó ha. Rồi. Pen 5 là pen đúng không? Mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng đó, đó phải thuộc. Còn ai chưa thuộc thì ghi lại và gắn thuộc. An, an tại vì nó không có nối đôi là no. Một on. Đó, đơn giản, pentan một on. Ở đây có ai luyện khối B không? Bác sĩ em. Bác sĩ là cuối tháng 4 phải học không? Có nghĩa là vừa kết thúc học kỳ 2 xong phải học liền. Phải học sớm nha. Hoặc là chậm lắm là 15 tháng 5 nha. Không có nghỉ ngơi nha. Tại vì có nhiều vấn đề phải bào lại. Sớm, học sớm. Mình ăn bác sĩ không? Thì rồi tiếp tục bây giờ 1 2 3 4 5 thì tất nhiên cái nhóm OH bạn sẽ chuyển qua đây đúng không? Đó. Thế từ từ bình tĩnh à. Vẽ nó to rồi, nó to ra nó rõ ràng nét na từng chữ một. Tất nhiên đánh số đánh từ đây 1 2 3 4 5. Đánh như này nhóm OH sẽ vị trí số 2. Còn mình đánh ta đi qua là vị trí số 4 là không được. Hiểu ý không? Rồi. Pentan vẫn là pen. Tờ an. Số 2. Kết thúc bằng chữ ONL. Pentan 2 on. Ừ, được chưa? Ok. Tiếp tục đi. Cứ tiếp tục. Bạn nào viết được cứ viết đi. Không phải đợi thầy. Cứ viết cho hết đi. Như vậy mình có pentan bao không? Có, chắc chắn là phải có luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Thì nhớ hát mình chỉ có đây nè. Đó, thấy chưa? CH, CH2, CH3. Với cái này thì đánh số thoải mái thôi. Tại vì đánh như thế nào thì nhóm OH thuộc vị trí số 3 hết á. Đây, ok. Được. Pentan 3 on. Pentan 3 on ha. Được không? Rồi, như vậy là cái mạch tâm carbon đó là mình đã rải xong hết rồi. Đó, mạch năm carbon nè. Năm carbon nó thẳng này nè. Gắn ở đây, ở đây, ở đây hết. Mạch năm thẳng hết rồi. Đúng không? À, bây giờ mình sẽ phân nhánh hết hết mình hết cách gắn OH rồi. Này, phân nhánh là như sau. Cắt bớt đi. 1 2 3 4 cắt. Vậy còn thiếu một C. Thì đầu tiên phải gắn C trước. Gắn
Thầy ơi, con hết nghe thầy. Từ từ. Đúng không? Giờ nghe chưa? Dạ nghe thầy. Nó hết pin, cái micro nó hết pin. Bữa nói từ bữa giờ quên sạc. Rồi. Cục sạc. Bữa có cái cục nhỏ mà nó hết pin nữa. Rồi hiểu nè. Bây giờ có cái khung carbon như vậy đúng không? Bây giờ mình mới tìm cách mình gắn nhóm OH. À. Thế bây giờ cái vị trí này với này giống nhau không? Giống. Cái này này giống nhau nè, con có hiểu không nè? Đây nè, C C C C C đó. Đối xứng nè. Đó, y xì đúc nhau nha, y xì đúc nhau. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ gắn nhóm OH ở đây. Là không gắn ở đây nữa. Chuyển qua đây khác. Chuyển OH ở đây. Chuyển qua đây khác. Chuyển qua đây nó khác. Có nhiều bạn sẽ phân vân cái này nó giống nhau, giống gì? Chúng ta dài thòn cái này. Từ đây đây dài thòn này đúng không? Cái này ngắn ngủn thì sao giống nhau được? Khác nhau đúng không? Như vậy là cái này sẽ có bốn cách gắn nhau OH luôn. Chúng ta sẽ có bốn ancol rồi đấy. Đúng chưa? Đấy. Được nhá. Rồi bây giờ gắn một phát này. CH2, CH, CH2, CH3. Được chưa? Tất nhiên ở đây phải là CH3. Rồi bây giờ mới gắn đánh số, đánh số. Tất nhiên là xuất phát từ đây là vị trí số 1 2 3 4. Được không? Cái này vị trí số mấy? Số 2, gọi nhánh trước. 2, nhóm CH3 là metin đúng không? Metin. 2 metin thì nó gắn số 2. 1 2 3 4, 4C là bút. An. Nốt OH vị trí số 1 và kết thúc bằng on. 2 metin butan 1 on. Đó, quy tắc là như thế. Ok. Ghi cho đủ nha, ghi cho đủ từ C1 đến C5 nha. Tại vì trong đề kiểm tra thì thế nào cũng sẽ có một câu là hãy viết các đồng phân hoặc là viết các công thức cấu tạo và gọi tên các ancol có công thức phân tử là. Tất nhiên người ta không cho C1 đâu, không cho C2 đâu. Người ta chỉ cho từ C3 đến C5 nó mới có nhiều đồng phân chứ. Cái C1, C2 gọi chỉ nó có một cái đúng không? Ok, tiếp tục. Nắm được nguyên lý rồi, bắt đầu chuyển đi. À, giữ cái này à, chú ý giữ nguyên khung carbon, giữ y nguyên ở trên viết sao y chang vậy thì chuyển cái nhóm OH đi thôi. Bây giờ chuyển qua đây đúng không, rồi thêm H vô, thêm H vô rồi đấy, rồi bắt đầu điền 1 2 3 4, đây là vị trí số 2 đúng không? Rồi bây giờ gọi nè, 2 metin butan mà chính là 4C là butan. Bây giờ nhóm OH là vị trí số 2, đọc là 2 on 2L. Được ha. Đó, rồi. Tiếp tục. 1 2 3 4. Rồi, y nguyên khung carbon vậy. Chuyển nhóm OH tiếp. Chuyển qua đây. Đúng chưa? Chuyển tiếp qua đây. Rồi. Thêm hero vào cho đủ, CH3 nè, CH3 nè, CH3, từ từ nha. Tới đây thì phải lưu ý, nếu ta đánh từ đây qua nè, 1, 2, 3, 4, là cái nhóm OH là vị trí số 3. Nhưng ta đánh ngược lại, 1, 2, 3, 4, thì khi đó nhóm OH là vị trí số 2, đúng không? Thì bạn phải lựa chọn cái đánh làm sao cho vị trí của thằng này nó nhỏ.
tôi chọn cái đánh ở trên đó, phải lưu ý nhá, đánh làm sao cho nhóm OH là nhỏ nhất nhá. Rồi như vậy là bây giờ cái nhánh là vị trí số 3 này, độc lập 3-metin. Rồi mạch chính vẫn là 4C butan hai on. Hiểu không gì? Hiểu mà đúng không? Dạ hiểu. Rồi tiếp tục. Để kiểm soát tình hình đấy. Rồi nhau hát thấy qua đây à, nhau hát chuyển tiếp qua bên này đúng không à, thầy thêm hero này, H2 này, thêm hero chắc bạn biết thêm rồi nhé. Đây, thêm. Rồi như vậy rút kinh nghiệm ở trên được không con? Rồi, đánh từ đây đúng không? 1 2 3 4. Rồi 3-metin butan 1 on. 3-metin butan là mạch 4, 1 on là OH vị trí số 1, 1 on có thể là OH vị trí số 1, được chưa? Rồi ok, như là vậy, như vậy là cái mạch mà chúng ta cắt đi được còn 4 và có một cái nhánh CH3 đó, chúng ta có 1 2 3 4 cách đền rồi. Vậy bây giờ hỏi là còn cái nào không? Còn không? Còn không? Hay là hết? Từ từ. Bữa học bài ăn can ấy. Mạch 3 đúng rồi. Cắt bớt đi, 1 2 3 này. Gắn một carbon này ở đây này, gắn một carbon ở dưới này nó. Mạch này có được mà. Bây giờ thay nào. Cái carbon này á thì không có gắn nhóm OH nữa. Vì nó đã đủ 4 gạch rồi, không có gắn nữa. Chúng ta chỉ gắn ở đây. Mà bốn cái vị trí này thì như nhau. Nhà đó chúng ta gạch một phát thôi. Đây là hết rồi đấy. Chúng ta có CH2, CH3, CH3 và CH3, được chưa? Được không con? Rồi đánh số từ đây, đánh từ đây đánh từ đâu nữa? 1, OH vị trí số 1. 2, rồi 3. Như vậy mình sẽ có hai nhánh metin luôn, đều ở vị trí số 2. Vậy là phải hai nhánh thì phải có hai số 2,2. Nhánh CH3 là nhánh metin. Nhưng mà vì mình có hai nhánh nên là đi, đi là 2 đó, đi là double là hai cái. Rồi. Mạch chính 1 2 3 là propan. Nhóm OH vị trí số 1 1 on, 2 2 dimethyl propan 1 on. Rồi hết. Như là hết đồng phân CH2 1 O. Cái đó không phải là mạch con, nó hở hết mà. Vẫn còn đường cho đi ra là hở mà. Như vậy mới vòng nè. Đó, nó đóng thành cái vòng kín luôn nè. Đó, này mới là vòng. Đó mới là vòng, tạo thành một cái vòng. Ủa, bữa nó có ra đề thi có bảo thành pi không ấy? Vinh, có bảo thành pi không? Có đúng không? Làm được bài đó không? Yeah. À PE nữa hả? Được chưa? Thiệt không? Ổn chứ? Và hứa nè, và hứa với thầy là nếu mà người ta ra hãy viết đồng phân và gọi tên các ancol có công thức phân tử là phải làm được nha. Phải làm được. Ừ, rồi. Ok. Mình qua phần B nhỏ, các loại ancol khác. Ancol khác. Các ancol khác. Rồi, ancol khác. Thì ancol đầu tiên mà thầy nói là đó là ancol không no. Thì các bạn ơi, cái này là mình sẽ phân loại nó một cách tương đối nha. Tương đối tại vì mình liệt kê hết không có nổi đâu. Nha. Không no nghĩa là phải có nối gì? Nối đôi, nối ba trong đó được gọi là không no. Và bây giờ thầy đố các bạn biết này. Duy ơi, không no thì ít nhất là phải bao nhiêu C? Dạ. Cứ nói đại. 2C. 2C. Bây giờ Duy nói là 2C. Không no là phải có nối đôi đúng không?
gạch vô ngã. Bây giờ OH sẽ gắn vô đúng không? Vậy bạn bạn định nghĩa lại, đọc lại định nghĩa của ancol. Đọc lại khái niệm của ancol gì các bạn? Đọc lại khái niệm của ancol. Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH gắn trên carbon no. Carbon no, carbon no. Như vậy là không được rồi, 2C không được đâu. Có nối đôi thì các OH không bao giờ nó gắn vào được. Đó, đúng rồi, chúng ta phải thêm ít nhất là một C nữa. Để nó không có cái nối đôi á thì OH nó mới gắn vô được, bạn hiểu không? Cho nên gắn trên carbon nó nối đôi là nối ba là không được. Đấy, thì bây giờ rồi. Rồi, các bạn cứ viết ra như vậy thôi. Còn không có thể liệt kê hết được những cái loại này. Nhá, hoặc là bạn có thể viết này 1 2 3 4 đi. Đó, cho nối ba vô đây nè. Là không nó. Đúng không? Bây giờ OH không gắn đây, không gắn đây, rồi gắn bắt buộc bên này thôi. Gắn chỗ nào no mới gắn được. Còn chỗ nào không no là không gắn được. Đó, gọi là carbon không no. Vân vân, không thể liệt kê hết cái này được. Không liệt kê hết được. Và cũng chả ai bắt những cái đồng phân của những cái loại như thế. Nhá. Hiểu không Duy ơi? Dạ hiểu. Ok. Tiếp theo là ancol đa chức. Ancol đa chức. Rồi, trước khi ghi ancol đa chức ấy, bây giờ thầy nói như vậy nha. Bây giờ mình có một cái điều như vậy, ha. Xong chưa? Rồi, như này. Bây giờ thầy có hai carbon đó. Bây giờ tôi có hai nhóm OH nè. Rồi, bây giờ tôi gắn vậy, được không? Hay là tôi sẽ gắn như thế này? Đúng không Duy ơi? Đúng rồi. Tôi gắn như vậy hoặc như vậy đúng không? Thì mình sẽ có bao nhiêu ancol? Hai. Không. Mình chỉ có một ancol. Cái này không có. Đó. Thế các bạn lưu ý ở ancol đa chức nè. Không biết tôi đa chức có nghĩa là có từ hai nhóm OH trở lên. 2 nhóm, 3 nhóm, 4 nhóm, 5 nhóm, 6 nhóm, 7 nhóm, 8 nhóm, 9 nhóm, 10 nhóm. Hàng ngàn nhóm. À. Thì không biết là có bao nhiêu nhóm, nhưng bây giờ phải tâm thế đó. Mỗi carbon chỉ gắn tối đa một nhóm OH. Tối đa nghĩa là sao? Thì sẽ có những cái trường hợp mà carbon nó không có OH. Có phải lúc nào carbon cũng được gắn OH không? Có những trường hợp nó không được gắn OH mà. Đúng không? Nhưng mà nếu mà có gắn OH thì mỗi carbon chỉ được gắn một nhóm OH mà thôi. Nhé, mỗi carbon chỉ được gắn, không được gắn hai hoặc ba nhóm lên cùng một carbon. Có hiểu ý không? Hiểu ý không? À rồi. Rồi, ghi ra trước. Mỗi carbon chỉ được gắn một, tối đa một OH. Hoặc là không gắn OH, hoặc là chỉ được gắn một OH. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái điều kiện của ancol đấy. Ancol đầu tiên là OH phải gắn trên carbon. Và thứ hai, mỗi carbon chỉ được gắn một nhóm OH tối đa, không được gắn hai cái. Và nếu mà gắn hai cái nó vô cái gì? Vô cái gì thì qua bài aldehyde và ceton mới nói được. Còn nhóm gắn ba nhóm mà ra cái gì? Qua bài axit tiếp theo mới nói được. Vậy chưa có nói một lúc được ha. Rồi. Thế bây giờ vậy thì đa chức có nghĩa là phải có hai OH trở lên. Như vậy một cái ancol đa chức mà đơn giản nhất nó chính là có 2C. Đơn giản nhất, tối thiểu nhất là cái này. Đó, tối thiểu. Và khi đó tất nhiên là carbon này phải no hết. Điền H2. H2 ha. À, và cái tên này ta đọc tên thường nhá. Ethylene glycol. Ethylene glycol.
ancol này thu được bằng cái phản ứng của ethylene với cam NO4 đó. 324, 322 hệ số cân bằng ghi đi nha. Đến cái phần này nếu như mà nếu các bạn thấy mà hai buổi mà không có đủ thì các bạn phải đề nghị, phải đề nghị để cái phần này nó nặng hơn phần phần trước, tại vì nó xuất hiện thêm chữ O nó mệt hơn nha. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ tiếp nè. 1 2 3 3 thì thầy cho OH gắn đây nè, cho OH gắn đây nè, cho OH gắn vào đây nè, được không? Rồi CH3 CH CH2 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 đọc là glycerol. À, glycerol. Glycerol, tên gọi của nó là glycerol. Glycerol ấy, các bạn là dùng cái thuốc sát khuẩn rửa tay chưa? Rửa tay á. Có xài cái thứ rửa tay chưa Duy? Dạ rồi. Ừ. Thì cái dung dịch sát khuẩn là nó sát khuẩn được là nhờ cái ancol CH2OH đó, nó diệt khuẩn. Nhưng mà có hai cái loại, một cái loại là bạn xịt nó lỏng lòng rét như là nước, như là rượu đúng không? Còn cái loại thứ hai nó đặc đặc. Đó, thì muốn cái ancol nó đặc lại thì nó bỏ này vô nè, bỏ cái chất này vô. Nó sẽ làm đặc lại. Những cái người họ biểu diễn bong bóng trên khổng lồ, siêu to khổng lồ ấy, mà muốn cái bong bóng nó không bị bể mà nó dai ấy, thì người ta phải thêm này vô. Nên tại sao mà các bạn mua cái súng bắn xà phòng ở ngoài thì bắn nó được nhiều đúng không? Mà mình bỏ xà bông của mình vô thì nó không có được, nó không có được tại vì nó thiếu cái này. Bạn cứ pha cái này ngoài thuốc tây bán đầy. Nhưng mà ra đó các bạn thì đọc cái tên là bán cho con một lọ glycerin. Chứ đọc glycerol như khi họ không biết đâu. Cái tên thuốc dược phẩm là glycerin. À, rồi. Được chưa? Rồi. Câu chuyện này thì không có gì để nói. Nhưng bây giờ thế này. Bây giờ thầy cho ancol C3H8O2 à. C3H8O2 hả? Cái này là O3. Cái này là C3H8O3. Thằng này mà gộp lại là C3H8O3 này. O3. Thằng này C3H8O2. Bây giờ đặt bút thử đi, đặt bút xuống thử. Xem là có bao nhiêu ancol. Mà nói thử, mình biết được bao nhiêu công thức cấu tạo. Đặt bút thử. Bình tĩnh, thông thả. Theo phân bố là bài này hết từ đầu đến cuối là 45 phút đấy. Mà giờ mình gần 90 phút rồi, mình chưa xong rồi. Vậy mới được. Vậy gạch đầu dòng không là chết ngay. Bạn chết liền. Không hiểu đâu. Cứ từ từ. Hiểu không nào? Rồi giờ theo các bạn là có mấy phát. Bây giờ cái C3H8O2. Bạn nào phát biểu đi. Duy. Mấy cái? Một cái. Duy mấy cái? Một. Một. Thế là không biết tắt ghép rồi. Thế này bây giờ rồi hai, không một thì hai. Đây. Bây giờ nhá, mình vẽ carbon là 1 2 3. Đúng không? Ghép một nhóm OH. Một nhóm OH đúng không? Rồi thêm H này, CH2, CH, CH3. Bây giờ đánh số nha. Tới giờ đánh từ đây. 1 2 3 đúng không? Mày chính mấy C? 3C. 3C có phải là propan không? OH vị trí số 1, vị trí số 2 đúng không? Gạch cái 1 2. Hồi nãy mình là on đúng không? On là có một nhóm OH là on đúng không? Bây giờ hai nhóm là gì? À, đi on đúng rồi. Ô, nhưng mà tại sao mình không suy nghĩ thế này nhỉ? Mình sẽ không suy nghĩ à. Bây giờ đang quen nhau đấy, đang còn thân nhau thì đứng gần nhau. Bây giờ giận nhau rồi này, đứng xa nhau ra. Đứng xa nhau ra, đứng xa ra. Đứng xa nhau ra đúng không? Đúng không? 1 2 3. Vẫn là propan. Nhưng mà vị trí là 1, 3, dion. Các bạn phải phân biệt nhé. Phân biệt à, sao? Không trùng, sao trùng được? Hai công thức này sao úp lên nhau được? Hai công thức này sao trùng nhau được? Không thể trùng nhau. Không thể trùng nhau. Và bây giờ hôm nay thầy bóc cái bảng này ra thầy úp. Nó không có trùng lên nhau được là không giống nhau.
Tại vì cái máy tính này thầy mới cài lại nó mất cái phần mềm Gemcat rồi. Rồi sau bạn không hiểu thầy bật lên thầy vẽ không gian cho bạn xem luôn tại chỗ luôn. Hai công thức không trùng nhau được. Không biết hết 3G chưa nha. Thì bây giờ làm sao nó phải phát đi làm sao rồi? Chơi luôn. Không mất bài. Đang phát 3G đấy, đang để. Ok. Và các bạn phải này tại vì qua cái phần tính chất hóa học á nó sẽ có một cái phân biệt được hai cái này. Sẽ phân biệt được hai cái thằng này bằng một thuốc thử. Nào không hiểu là phải nói nha, không được im im nha. Lúc mà nó nhiều quá là cứu không nổi nữa. Ok, rồi đó là ancol đa chức. Tiếp theo. Ancol thơm. Ancol thơm. Thơm theo đúng nghĩa đen luôn là nó sẽ có mùi thơm. Thì ancol thơm nghĩa là gì? Có hai yếu tố là chứa cái ông này nè, chứa cái vòng benzen nè, từ từ còn lại chưa hiểu thầy nói luôn, và OH gắn trên carbon no ở nhánh. Ở tại sao phải ở nhánh nhỉ? Sao phải ở nhánh rồi không gắn lên trên kia luôn cái nhánh gì? Từ từ thầy. Ăn côn thơm. Khoan từ từ nha. Bây giờ thế này, cái vòng benzen đó thì thực ra ban đầu nó như thế này nè, C. Vừa thầy vẽ cho các bạn là C, C. Đó, trong tự nhiên nó có một cái chất kỳ diệu như vậy và nó nối này. Đó. Đúng không? Và ở mỗi cái carbon và chen giữa, cứ xen giữa là sẽ có một nối đôi đúng không? Đúng không? Xen giữa này, nó có một cái nối đôi như vậy, đều đặn, một phát, một cái và một cái. Như vậy là mỗi carbon của chúng ta, ở đây có 6 carbon, thì mỗi carbon chúng ta đều không no hết. Carbon này là nó nối đôi không no nè. Carbon nào cũng có nối đôi hết trơn, nên là không no. Mà định nghĩa ancol của chúng ta là OH phải gắn trên carbon no. Như vậy thì OH mà ghim như đây là không phải ancol rồi, không phải. OH mà bụp vô đây một phát là không phải ancol. Nó đâu có thỏa cái điều kiện là gắn trên carbon no đó. Có đúng không? Đúng không? Đó. Và nếu bây giờ mình viết thế này là CH này, mình thêm H ra đây đúng không? Thêm H cho đủ chứ. Đó. Nên cái vòng benzen được hiểu là C6H6. C6H6 là benzen, hiểu chưa? Và chúng ta có phải chúng ta viết tương đương như thế này không? Chúng ta viết tương đương như thế này không? Nó viết tương đương như vậy đó. Được hiểu là giống như vậy đó. Viết tương đương, người ta ký hiệu như thế. Được chưa? Rồi, hiểu vòng benzen rồi đúng không? Được chưa? Vậy thôi thầy xóa nhá. Thôi cứ để nguyên đi, xóa gì. Thế bây giờ ancol thơm. Thầy nói ví dụ, bây giờ thầy có cái vòng benzen như vậy là con hiểu là C6H6 rồi đúng không? Đang là C6H6. Bây giờ gắn thêm một C ở nhánh. Và bây giờ muốn có ancol ấy, thì cái OH phải gắn lên cái nhánh đó. Con hiểu không? Hiểu không? Rồi, bây giờ để thêm đây H2 đúng không? Hiểu không? Thiệt không? Action làm lại. Còn đây đang là C6H6 này. Đang là C6H6. Rồi. Bây giờ gắn thêm một carbon vô đây được không? Gắn thêm một C. Thì lúc này nè, nó chỉ còn là C6H5 đó. Gắn thêm một C. Tại con muốn gắn C vào á, con phải bớt H đi. Con phải bớt hydro đi nè. Thì con mới gắn C. Chứ con để y nguyên H á, thì nó sẽ dư hóa trị. Con phải bớt H đi chứ. Con mới gắn C cho được. Gắn hoặc là phải bớt. À, hiểu không? Rồi. Rồi bây giờ OH phải gắn trên carbon ở trên nhánh. Carbon này no mà. Gắn bình thường. Và thêm 2 hydro vô được không? Thêm 2H là carbon đủ hóa trị 4 nè. Thì lúc này cái công thức của thằng này được ra viết là thế này. Đó, viết cụ thể là vậy. Cái vòng benzen lúc này chỉ còn C6H5 thôi. Còn gắn một chỗ thì có bớt một hydro. Cứ gắn hai chỗ bớt hai hydro. Bây giờ con gắn vào đây thì còn bớt tiếp H. Gắn bớt H. Hiểu không? Thì cái ancol này được định nghĩa là ancol ben
Benzylic, ăn cồn benzylic đây là tên thường. Rồi ghi, ghi. Hiểu cái này rồi thôi, khỏi ghi, ghi cái này. Ghi cái này. Đó là xong nhá, xong. Thứ thứ tư tới nhận tài liệu ăn cồn, ăn thầy chưa phô. Để thầy biết là phải có phô đâu có làm kịp đâu. Được không Duy ơi? Được. Còn mấy phút? Tính chất vật lý được chưa, đồng phân và giải pháp cố gắng à, tính chất vật lý thì ancol á nó không có giống như là mấy thằng hydrocarbon nha, thì nó là chất lỏng nè hoặc rắn là rắn ở điều kiện thường, tất nhiên mình đang xét điều kiện thường rồi được không, nhiệt độ sôi tăng khi m lớn tăng, đương nhiên, đương nhiên khi phân tử khối mà càng lớn thì nhiệt độ sôi nó càng lớn, ví dụ nè, ví dụ CH3OH đi thì m lớn là 32 thì nó sẽ có nhiệt độ sôi nhỏ hơn thằng C2H5OH, m lớn 46, khi phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng tăng theo, đó là điều đương nhiên đó, đúng không Duy? Dạ đúng. Đúng, đúng, rồi. Rồi, nhưng mà có một cái dòng cuối như thế này thì chắc có lẽ là phải có thời gian và cái này cũng hơi khó tí. Và thông thường thì một số trường phổ thông thì không dạy cái này. Chỉ có một số trường thôi. Thế này, nhiệt độ sôi của ancol cao hơn hẳn hydrocarbon có cùng C. Ví dụ ta có ancol là C2H5OH đi thì nhiệt độ sôi của nó cao hơn rất nhiều so với cái thằng C C2H6, cao hơn rất nhiều chắc chắn luôn, và lý do là vì vì cái này thì thầy không có nói được nha, vì ancol có liên kết hydro, có liên kết hydro liên kết hydro là gì ấy? Liên kết hydro. Trong hóa học thì chúng ta sẽ có những cái loại như là ví dụ như là cái định nghĩa là một hợp chất ion dương âm thì nhiệt độ nó chạy rất là cao, tiếp theo là hợp chất cộng hóa trị, thì trong hợp chất cộng hóa trị thì nó sẽ có liên kết hydro là cái liên kết mạnh mẽ nhất, nếu mà không có liên kết hydro này là trên trái đất mình sẽ khô cằn sỏi đá hết, người mình không sống được, tại vì có liên kết hydro nước nó tồn tại ở đây lỏng và có lực tương tương tác van der Waals, lực tương tác van der Waals sẽ giải thích tại sao con thằn lằn nó bám trên trần nhà được, nó có keo à? Không phải, không phải keo. Thầy không nói cái đó được nha. Không, cái này thì có thể thầy có gì thầy nói cho. Rồi tiếp tới thầy nói cho. Tại sao? Đó nha. Rồi. Đây là tính chất vật lý thì chúng ta nói vậy thôi. Rồi còn còn mà một chút xíu về tính chất hóa học đi. Một chút xíu về tính chất hóa học. Tính chất hóa học. Tính chất hóa học một phản ứng thế hydro của nhóm OH, hydro của nhóm OH nha, đó là phản ứng đặc trưng của ancol.
Rồi, A. Phản ứng với natri kali. Hay là kim loại hoạt động mạnh. Chứ còn sắt đồng thì không được. Sắt đồng nhôm không được. Không làm được gì. Kim loại mạnh mới được. Chứ còn kim loại mà yếu yếu nhôm rồi không được. Tại mình hình dung nè. Mình có dùng cái lon bia được không? Lon bia làm bằng nhôm đúng không? Chai rượu được nhưng chai nhôm có mà. Có như là chai rượu được mà. Và nếu mà bây giờ mà ancol mà cộng được với nhôm thì người ta sẽ không chứa được như vậy đúng không? Đó, là thực tế vậy. Nó là kim loại mạnh. Mà mấy kim loại mạnh là kim loại đắt tiền hay rẻ tiền? Rẻ rời, đúng gì cũng phản ứng chứ. Cái này mắc. Nó không phản ứng với cái gì hết. Đèn đeo này 3 ngày đen thui thui lùi mắc chứ. Đúng không? Ví dụ vậy, đúng không? Chấp nhận định mệnh. Đó, giờ thế này, ví dụ nha, nó đơn giản, easy. Thế này. Thầy cho ancol là thầy viết gọn là C2H5OH thì con hiểu không? Có nghĩa là CH3CH2OH đó. Hiểu đúng không? Giờ bây giờ thảy thằng natri vô nè. Thì câu chuyện là như vậy. Cái thằng hydro này nè, nó sẽ đi ra. Nó sẽ đi ra ngoài. Và cái ông natri ấy, được thế vô. Cái ông natri ấy, được thế vô cái vị và H sẽ đi ra. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Rồi. Nhưng mà con thấy là bây giờ có bao giờ mình viết một cái phương trình mà nó có H không trời? Mình hay viết là cái gì? Mình phải viết là H2 chứ. Ha. Thực ra nó có nhưng mà cái này nó không tồn tại trong tự nhiên. Thì viết thành H2. Bây giờ H2 muốn nó ra biến thành 1H thì làm sao? Về toán học á. Ừ thì nhân cho 1/2. 1/2 nhân 2 có phải là 1H không? Hiểu ý không? Như vậy hiện tượng là sẽ có khí thoát ra ngoài. Thế thôi, bỏ thế đơn giản bỏ như thế được không? Vậy bây giờ mình suy nghĩ đi. Mình suy nghĩ vậy. Bây giờ nếu mà thầy cho một cái như vậy đi. Thấy không? Thì theo con suy nghĩ là nó mình chưa cân bằng gì hết này. Thì theo con là mình phải múc được mấy thằng natri. Ừ, đương nhiên rồi, 1OH cộng 1 nát thì 2OH phải múc thằng 2 này ra. Ơ nhưng mà đó là trên lý thuyết nha. Cái đó ví dụ đường mình ăn đó, là nó có 8 cái nhóm OH nhưng mà nó không phản ứng với natri nha. À đấy thì đây này đơn giản easy, thế natri cho H, thế natri cho H. Rồi bây giờ lập luận này, tất nhiên là có hydro, 1OH sinh ra 1/2 hydro, vậy thì 2OH sinh ra 2/2 hydro đúng không? Mà 2/2 có phải là một đâu? Đấy là nhánh, hiểu nhánh đếm ngồi mà đếm à? Ngồi mà đếm hát sao? Không đếm nha, hiểu như vậy. Vậy Trung Quốc cái này. Bây giờ chúng ta có một cái ancol R x lần tổng quát Made in China. Thì sẽ có được bao nhiêu nát đi? Ê, đúng rồi, ít natri chắc chắn. Đó, suy luận logic. Rồi. ONA x lần. Và tất nhiên là phải x chia đôi hydro. Không không cần suy nghĩ nhiều. 1OH sinh ra 1/2 hydro, ít OH sinh ra x chia 2 hydro. Ha. Và bạn nào muốn giỏi nữa thì phải hiểu đúng bản chất. Đúng BC. 1OH cộng 1 natri sinh ra 1ONA cộng 1/2 hydro. Thì cái phần này nè chỉ dùng cho những bài tập nâng cao và các định luật bảo toàn thôi. Còn bạn nào mà không muốn thì thôi, khỏi nha. Bạn nào mà không nhức đầu quá thì nhớ mỗi cái thằng đơn chức ở trên là đủ. Có nghĩa là khi mà đây này, bạn nào mà thấy nhức đầu quá thì đây, đây ROH là đủ rồi. Không không cần nhiều, tại vì hiếm khi nào người ta cho đa chức lắm. Đó, bạn nào mà đấy tìm công thức phân tử của ancol bằng phản ứng với natri. Ancol đơn chức ROH cộng 1 Na. R là những cái gốc CH3, CH5, CH7. Tìm công thức phân tử đơn giản mà. Có M lớn là biết được công thức phân tử. Chắc chắn luôn. Đúng không? Mình thầy ví dụ cho bạn nha. Hết giờ đúng không?
M lớn ancol nè bằng 60. Bạn biết công thức của nó không? Ancol nè, ancol là CHI1O đúng không? Đúng không? Có O mà. Không, sao nhiều thế? 60 đầu tiên phải trừ bớt ra thằng oxy đi. Trừ cho 16 là còn mấy? 44. Rồi, 44 là của bây giờ của thằng này đúng không? Bắt đầu chia cho mấy? Đúng rồi, chia cho 12 được mấy? 3, 36 này. 44 trừ 36 là mấy? C3 này. C3H8O. Biết M lớn là biết công thức phân tử, trời ạ, rất là đơn giản và easy luôn, không có gì là khó khăn nhé. Phải tìm công thức phân tử có gì đó. Hôm nay hiểu không? Hôm nay hiểu rồi, bữa sau tiếp nha, bữa sau không được nghỉ nha. Vẫn học online được, nhưng mà off được là phải off, đừng có on, on nó tương tác kém nha. Nha Duy. Dạ. Rồi rồi, ok, rồi chào tụi con. Cải ổn không? Dạy chưa thầy? Rồi, chào con nha. Hôm sau nghe tài liệu. Rồi, con.